Edit bài Hạ Lan Tâm Nhiên, không phải ta. Sơ tranh mặt không cảm xúc nhặt linh khí lên, ngắm nhìn kiến trúc bốn phía. Ta đã nhìn thấy, tên trộm nghiến răng nghiến lợi, người bồi thường cho ta, có đôi khi những thứ mắt nhìn thấy cũng không phải là sự thật, sơ tranh chững chạc đàng hoàng phản bác. Tên trộm, hắn rõ ràng đã nhìn thấy là cô làm mình vấp, vì sao cô có thể phủ nhận đến lẽ thẳng khí hùng như thế, cho dù hắn đã làm trộm nhiều năm, cũng chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như vậy tên trộm ngó ngó linh khí trong tay sơ tranh lại thấy cô đang nhìn xung quanh đáy lòng nảy ra chủ ý hôm nay hắn phải lấy được linh thạch nếu không thì tên trộm bỗng nhiên nhảy dựng lên bắt lấy một đầu linh khí rồi chạy nhưng vừa chạy được hai bước hắn liền chạy không nổi nữa tên trộm quay đầu cô nương kia thần sắc lãnh đạm nắm lấy một đầu linh khí nhẹ nhàng kéo về phía mình một cái cả người hắn không theo khống chế lui về phía sau bị cô nương kia một cước đá văng muốn cướp đồ trên đầu ta cô nhìn rất dễ cướp sao tên trộm che lưng có chút hoảng sợ nhìn cô cô nương trước mặt nhìn qua không có biểu tình gì nhưng lại mang đến cho hắn một cảm giác thật hung ác hắn không rảnh lo linh khí gì nữa luống cuống tay chân đứng lên chui vào một cái ngõ nhỏ sơ tranh đuổi theo hai bước ngõ nhỏ vòng vèo lung tung tên trộm rất nhanh liền không thấy tăm hơi. Chạy cũng thật nhanh, tầng hầm tối tăm, trong gian phòng ẩm ướt tản ra mùi nấm mốc, một thiếu niên tựa lưng vào bức tường băng lãnh, ánh mắt vô thần nhìn con chuột chạy qua trước mặt. Tay chân hắn đều bị xích sắt khóa chặt, trên người và trên mặt đất loang lỗ vết máu. Chìa khóa va chạm phát ra âm thanh linh đinh, cùng tiếng bước chân từ xa truyền đến. Tiếp đó có tiếng người nói chuyện, chỗ này thật xúi quẩy nếu không phải đãi ngộ tốt, ai mà thèm tới đây? Còn không phải thế à, hắn thế nào rồi? Hai người kia dừng lại trước cửa nhà lao, hôm qua ta đưa cơm cho hắn, nhưng hắn không ăn, cùng với hôm trước, thì đã là hai ngày rồi. Không ăn không uống, hắn muốn bỏ đói mình à, ai biết, cũng không thể để hắn chết, nếu không thì làm sao bàn giao được với bên kia. Người đi lấy chút đồ ăn tới đây, xiềng xích va chạm với cửa nhà lao phát ra thanh âm rất nhỏ hôm nay có rót cũng phải rót cho hắn có người rời đi cửa nhà lao cũng đồng thời bị đẩy ra nhưng người kia không tiến vào chỉ đứng tại cửa ra vào người là ai thiếu niên đột nhiên nghe thấy một tiếng quát lớn sau đó người kia liền ngã xuống trước mặt hắn thiếu niên ngơ ngẩn nhìn người ngã xuống kia thật lâu sau hắn mới chậm chạp ngẩng đầu trước cửa nhà lao có một cô nương đứng đấy cô nương kia đi vào nhà lao hình như có chút không kiên nhẫn đá văng người chặn đường ra sau đó ngồi xổm trước mặt hắn ly đường giọng nói của cô thanh lãnh hàm chứa chút ý lạnh con người vô thần của thiếu niên dần có chút tiêu cự sơ tranh thấy phản ứng kia của hắn chắc là không sai cô kéo xích sắt nhìn một chút lấy linh khí ra ánh mắt thiếu niên mặc dù có tiêu cự nhưng lúc này cũng chỉ ngu ngơ nhìn cô giống như một con rối không biết suy nghĩ linh khí hàn quang chợt lóe lên, thiếu niên nhắm mắt lại, gió thổi qua lông mi của hắn, hàn quang hiện lên trên khuôn mặt thanh tuyển mà tái nhợt của hắn. Cạch, xích sắt bị chém rơi trên mặt đất, con chuột trong góc khuất bị chấn kinh, chi, chi 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 chạy đi. Đi theo ta, sơ tranh xoay người rời đi. Cô đi ra khỏi cửa nhà lao, thiếu niên vẫn không nhúc nhích, đôi mắt mở ra, trong đó trống rỗng chết lặng, lộ ra một cỗ tử khí. Sơ tranh sơ tranh quay về, một tay kéo người dậy. Cô buông thiếu niên ra, dưới chân thiếu niên tựa hồ không có lực, căn bản đứng không vững, trực tiếp té xuống. Thiếu niên dùng ánh mắt trống rỗng vô thần nhìn chằm chằm cô. Sơ tranh, không phải. Ta không phải cố ý. Ai biết người yếu gà như vậy, thế mà cũng đứng không vững. Đừng nhìn ta, sơ tranh nhìn chân của hắn, trên vải vóc thô giáp thấm vệt máu đỏ sậm. Cô đỡ người dậy, ngồi xổm xuống cuốn ống quần hắn lên thiếu niên đần độn nhìn động tác của cô không có bất kỳ phản ứng gì ống quần cuốn lên trên bàn chân có vô số vết thương cũ mới không đồng nhất có chỗ đã kết vảy có chỗ vẫn còn đang chảy máu càng lên cao càng vô cùng thê thảm đến đầu gối thì đã là máu thịt be bét sơ tranh trầm mặc một chút buông ống quần xuống trước khi hắc hóa thật quá thảm như vậy vấn đề lại tới hiện tại làm sao bây giờ cái thẻ người tốt này giống như sắp không được hay làm rơi luôn đi dẫn hắn ra ngoài vương giả phát điên làm sao ra ngoài kéo ra hay là ném ra tiểu tỷ tỷ cô đến để ngăn cản hắn hắc hóa hay là giúp hắn hắc hóa đây ôm ra đi cái kiểu ôm công chúa kia ấy sơ tranh vương bát đàn mi không có vấn đề gì chứ mi nói ta ôm công chúa với một sinh vật giống được nếu không thì cô khiêng hắn. Vương giả tức muốn nổ tung. Sơ Tranh suy tư muốn đáp ứng, "Tiểu tỷ tỷ, tiểu tổ tông." Cô nhìn bộ dáng của hắn một chút xem có thể khiêng sao? Sẽ chết đó. Vương giả gầm thét ngăn cản Sơ Tranh chơi chết thẻ người tốt, hãy nghĩ về thẻ người tốt, nghĩ đến chuyện trở về. Có phải tỉnh táo hơn nhiều rồi không? Sơ Tranh, Sơ Tranh nhìn chằm chằm vào thiếu niên nửa ngày cuối cùng xoay người ôm thiếu niên lên, trọng lượng của hắn nhẹ hơn cả tưởng tượng của sơ tranh. Sơ tranh ôm hắn ra khỏi cửa nhà lao, xuyên. Qua hành lang lờ mờ, hai bên đều là nhà lao, bên trong loang lỗ những vết máu cũ kỹ. Phía trước có ánh sáng, thiếu niên đột nhiên nhìn sang bên kia, đáy mắt tựa hồ có mấy phần sáng giỏi. Nhưng vào đúng lúc này, bóng sáng bên kia trượt lắc lư, có người đến. Sao lại mở cửa? Đi xuống xe một chút. Thân thể thiếu niên run rẩy nhẹ nhẹ, nhẹ đến mức không thể nhận ra, Sơ Tranh cúi đầu nhìn hắn, vẫn là dáng vẻ đần độn kia. Bàn tay Sơ Tranh vuốt ve sau lưng hắn, chờ người phía trên xuống. Các ngươi đang làm, ngươi là ai? Những người xuống dưới thân thể căng thẳng, nhanh chóng lấy vũ khí ra. Những người còn lại ở phía trên cũng nghe thấy động tĩnh, dồn dập xuống dưới, trong đó còn có một người Sơ Tranh nhìn quen mắt mỹ nhân tống công tử cũng kinh ngạc sau đó lại kinh hỉ tại sao ngươi lại ở chỗ này ta đã nói chúng ta rất có duyên phận mà công tử người bên cạnh nhắc nhở nàng ta ôm cái tên dã loại kia tống công tử lúc này mới chú ý đến ly đường trong ngực sơ tranh sắc mặt biến hóa mỹ nhân ngươi đang làm gì vậy ngươi đã nhìn thấy rồi còn hỏi ánh mắt lãnh đạm của sơ tranh đảo qua ngươi chẳng những phế còn mù đoàn tùy tùng bên cạnh tống công tử. Ta đi, tiểu cô nương này cũng dám mắng công tử nhà bọn họ. Tống công tử giận tái mặt, buông tên dã loại kia xuống, người đi theo ta, chuyện này bản công tử sẽ xem như chưa từng xảy ra. Không được, thẻ người tốt sao có thể tùy tiện ném. Muốn chết cũng chỉ có thể chết trong tay ta, không nên kỳ vọng quá nhiều vào tiểu tỷ tỷ. Tống công tử cười lạnh, mỹ nhân, cho ngươi thể diện mà ngươi còn không muốn ngươi có biết ở thượng ninh thành này thế lực của tống gia ta lớn bao nhiêu không đắc tội với ta không phải là hành động sáng suốt sơ tranh giọng điệu thản nhiên vậy thì bất lực ngón tay tống công tử chỉ vào cô tốt mỹ nhân có cốt khí hôm nay bản công tử muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu cốt khí bắt nàng lại cho ta tống công tử phân phó tùy tùng ánh mắt lỗ mãng trần trụi đảo khắp người sơ tranh đừng làm bị thương mỹ nhân của ta nếu mỹ nhân đã thích nơi này như thế vậy lát nữa ta sẽ ở chỗ này ngay trước mặt tên dã loại kia cùng nàng cẩn thận hưởng thụ một chút ta khuyên các ngươi chạy nhanh đi sơ tranh giọng điệu bình tĩnh mỹ nhân là chính nàng tự đưa tới cửa sao ta có thể đi như thế Edit bài hạ lan tâm nhiên a à, tiếng kêu thảm thiết giống như ma âm lọt vào tai không ngừng vang vọng trong địa lao làm người nghe tê dại cả da đầu tí tách máu tươi từ mũi kiếm nhỏ giọt xuống mặt đất tạo nên một vũng máu đỏ ngầu tống công tử hoảng sợ nhìn cô nương cầm kiếm trước mặt trong địa lao lan tràn mùi máu tươi giống như một con rắn băng lãnh sền sệt theo lưng hắn leo lên quấn quanh lấy hắn khiến hắn không thể nào thở nổi sơ tranh thần sắc lạnh lùng môi mỏng khẽ mở ta đã cho các ngươi cơ hội rời đi ngươi đừng tới đây tống công tử lui về phía sau ta là đại công tử của tống gia nếu ngươi dám làm gì với ta tống gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi ồ oh, sơ tranh giơ tay kiếm quang thoáng hiện lên cô ném thanh kiếm đầy máu đi ôm thiếu niên trong góc lên rời khỏi địa lao mà không thèm quay đầu lại thiếu niên từ vai sơ tranh nhìn về phía sau đôi mắt tống công tử trợn to giống như gắt gao nhìn chằm chằm hắn người kia chết rồi cứ chết tùy ý như vậy sơ tranh mang ly đường về khách điếm cô ở bảo tiểu nhị mang nước và quần áo sạch sẽ lên có tiền có thể sai khiến quỷ thần sơ tranh đưa nhiều linh thạch nước và quần áo được đưa tới rất nhanh tự tắm rửa đi sơ tranh đặt quần áo bên cạnh thùng gỗ còn bốc hơi nóng cũng mặc kệ ly đường có đáp ứng hay không sơ tranh trực tiếp rời khỏi phòng đóng cửa lại ly đường tựa vào bên giường nhìn chằm chằm thùng gỗ đang bốc lên sương khói. Hắn rời khỏi chỗ không thấy ánh mặt trời kia, nhưng là đối với hắn, đây cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, vì ở trong mắt người khác, hắn vẫn là một tên quái vật, không được phép tồn tại trên đời. Sơ tranh ở bên ngoài tiếp thu tư liệu liên quan đến ly đường mà vương giả truyền cho cô. Ly đường là con của nhân loại và ma tộc kết hợp sinh ra, hắn là nửa người nửa ma phụ thân của ly đường có lẽ cũng thông qua phương thức mà cô rời đi kia rời khỏi ma thành sau đó quen biết mẫu thân của ly đường tiểu nữ nhi của tống gia nhưng sau khi tiểu nữ nhi tống gia mang thai ly đường ma tộc này liền mất tích sau đó cũng không xuất hiện nữa cuối cùng tiểu nữ nhi tống gia cùng đường mặt lộ lại đang mang thai phải trở lại tống gia chưa kết hôn mà có con với điều này tiểu nữ nhi ở tống gia cũng chịu đủ khuất nhục lúc đầu ly đường không bị phát hiện là nửa người nửa ma chỉ là vào lúc khảo thí của gia tộc phát hiện hắn không có bất kỳ thiên phú tu luyện gì nên ở tống gia bị người xem thường nhưng lúc ấy có mẫu thân hắn che chở trôi qua cũng còn tạm được mãi đến khi mẫu thân hắn mắc phong hàn qua đời ly đường mất đi mẫu thân bảo hộ hắn bị phát hiện thân phận nửa người nửa ma tống gia muốn xử tử hắn nhưng tống công tử ly miêu đánh cháo để một người chết thay hắn. Tống công tử tất nhiên không phải vì cứu hắn, mà là vì tra tấn hắn, hắn ta muốn nhìn xem Ly Đường nửa người nửa ma thì có gì khác với nhân loại. Tống công tử nhốt Ly Đường trong địa lao, dùng hết các loại biện pháp tra tấn hắn, một lần nhốt này chính là mấy năm. Ly Đường lúc đó từng tìm đến cái chết mấy lần, nhưng đều bị phát hiện, không có kết quả. Dần dần hắn không tìm chết nữa, hắn bắt đầu tìm kiếm cơ hội chạy trốn cuối cùng đến một ngày hắn tìm được cơ hội chạy ra khỏi địa lao chính là từ lúc này ly đường triệt để hắc hóa dốc lòng tu luyện ma công chuyện đầu tiên hắn làm sau khi xuất quan là đồ sát cả nhà tống gia từ đây ly đường trở thành một đại ma đầu bị các đại tông môn bao vây tiễu trừ cuối cùng vạn tiễn xuyên tâm mà chết sơ tranh dựa vào lan can gió nhẹ thổi một sợi tóc đen của cô bay lên đôi mắt lãnh đạm xa cách nhìn người đến người đi dưới lầu thảm a à, quá thảm rồi quả thực là thảm kịch nhân gian tiểu tỷ tỷ cô vẫn nên vào xem hắn đi đừng ở chỗ này mặt không biểu tình diễn kịch nội tâm nữa vì sao hắn bị thương cô ném hắn ở trong một mình tiểu tỷ tỷ loại chuyện không bằng cầm thú như thế cô cũng làm được sao vương giả tiếp tục phát điên làm được sơ tranh gật đầu chết thì sẽ lặp lại. Sơ tranh hất ống tay áo lên, quay người đẩy cửa đi vào. Thiếu niên chật vật nằm dạp trên mặt đất, quần áo trên người so với vừa rồi còn nhiều máu hơn, trên mặt đất cũng có một vài vết máu. Lúc này Sơ tranh mới nhớ tới hình như chân hắn bị thương. Sơ tranh ôm hắn lên, đặt trên chiếc ghế bên cạnh thùng gỗ. Cô ngồi xuống cởi nút thắt áo khoác của hắn ra. Thiếu niên có chút gian nan dùng bàn tay nhúm máu ngăn cô lại, im ắng nhìn cô sơ tranh lạnh lùng kéo tay hắn xuống cưỡng ép cởi y phục của hắn mất đi quần áo che chắn thân thể thiếu niên bại lộ trong không khí vết thương trải rộng trên người cũng bại lộ trong tầm mắt sơ tranh đáy mắt thiếu niên hiện lên một tia khó xử nhưng hắn đến một chút khí lực để phản kháng cũng không có nên không làm gì cả vết thương trên người hắn nhiều hơn sơ tranh nghĩ nghiêm trọng nhất là trên bờ vai có vết thương xuyên qua nhiều vết thương như vậy không thể rửa trong nước, sơ tranh chỉ có thể vắt khô khăn, lau cho hắn. Ly đường nhìn cánh tay đang cầm khăn kia, sạch sẽ tinh tế, khớp xương rõ ràng, cùng với cánh tay vết thương trồng chất của hắn, hoàn toàn không giống. Nàng là ai, tại sao lại cứu mình, bên hông có chút lạnh, ly đường hoàn hồn, phát hiện sơ tranh đang định cởi quần hắn, hắn cả kinh, thân thể ngửa ra sau, ghế nghiêng đi làm cả người hắn ngã ra phía sau mà cô nương mặt lạnh kia cứ cầm khăn như vậy nhìn hắn ngã xuống đất trong lòng sơ tranh đều tràn đầy mấy chữ hắn làm gì thế động kinh sao sơ tranh dịch chuyển về phía trước hai bước thiếu niên lui về phía sau ngươi làm gì thế ta hầu hạ ngươi còn không cảm kích tưởng ta rảnh lắm chắc ly đường lắc đầu ra hiệu cô đừng qua đây hắn nắm chặt quần của mình đáy mắt dần dần sinh ra mấy phần phòng bị cùng cảnh giác sơ tranh sơ tranh ném khăn rời khỏi phòng ly đường nửa nằm trên mặt đất băng lãnh nhìn cửa phòng đóng lại ánh mắt dần dần khôi phục sự tĩnh mịch một lát sau tiểu nhị của khách điếm đẩy cửa bước vào nhìn thấy thiếu niên đang nằm trên mặt đất thì nhanh chóng bước lên phía trước đỡ hắn lên ghế tiểu nhị lau sạch sẽ vết thương cho ly đường thay đổi y phục rồi cung kính lui ra khỏi phòng Ly đường nằm trên giường, tứ chi thỉnh thoảng truyền đến cơn đau, nhưng hắn đã thành thói quen. Kẹt, có người tiến vào, ly đường ghé mắt nhìn, liền thấy cô nương lúc trước đang đi về phía mình. Cô ngồi ở mép giường, căn bản không để ý đến ý nguyện của hắn, kéo vạt áo hắn xuống, lộ ra bả vai, sơ tranh nhìn thuốc trên tay mình, đột nhiên hỏi, ngươi là nửa người nửa ma à, gương mặt ly đường vốn tái nhợt, lúc này lại trở nên trắng bệch đáy mắt giống như có thứ gì đó đang cuộn trào thứ kia chắc là hữu dụng sơ tranh cũng mặc kệ hắn đang suy nghĩ gì trực tiếp nâng hắn dậy ngồi xếp bằng phía sau lưng hắn sau đó ly đường cảm giác được một cỗ lực lượng không thuộc về mình thông qua phía sau lưng truyền vào trong cơ thể lan ra khắp toàn thân thân thể lạnh băng giờ phút này phảng phất có chút ấm áp như gió xuân tháng ba ấm áp hòa hợp Ly đường có thể cảm nhận được rõ ràng vết thương trên cơ thể đang khép lại, kết vảy. Nàng, là ma tộc, có lẽ thân thể của hắn có thiên hướng ma tộc, cho nên hắn không thể tu luyện linh khí của nhân loại, nhưng trời sinh đối với những ma khí này rất mẫn cảm. Nhưng mẫu thân không cho phép hắn tu luyện, sợ có người phát hiện ra thân phận của hắn. Phốc, ly đường đột nhiên phun ra một ngụm máu, sắc mặt vừa rồi hơi có chuyển biến tốt đẹp, lúc này lại trắng bệch xuống thân thể nghiêng sang một bên. Sơ tranh, thổ, thổ huyết. Edit bài hạ lan tâm nhiên sao lại thổ huyết rồi. Sơ tranh nắm cổ tay hắn nhìn kỹ, ngoại thương gần như đều khỏi hẳn, chứng minh là có hiệu quả, nhưng sao lại thổ huyết được. Làm hắn thổ huyết, hắn có còn cảm thấy cô là một người tốt không? Người không thoải mái chỗ nào? Sơ tranh hỏi hắn. Ly đường thần chí không rõ, tựa vào ngực sơ tranh, khuôn mặt trắng bệch thảm thương không có cách nào nói chuyện được. Sơ tranh cẩn thận nhớ lại những chuyện liên quan đến ly đường vừa được tiếp thu, nhưng dường như cũng không đề cập đến điểm này, chỉ nói đến chuyện hắn bị tống công tử tra tấn, rồi chạy trốn, cho nên tại sao ly đường lại hộp máu, đến một chút đầu mối cô cũng không có. Vạt áo trước cổ ly đường hơi mở ra, lúc này vạt áo bên cạnh bị máu thấm ướt, lại đang không ngừng lan tràn ra. Sơ tranh kéo vạt áo, lộ ra đầu vai. Trước đó, cô đã nhìn thấy vết thương xuyên qua kia, lúc này chính nó thấm máu ra ngoài, không chỉ có bả vai mà đầu gối cũng bị như thế. Sơ Tranh buông hắn xuống, vén ống quần lên, cuốn tới trên đầu gối. Vết thương trên bả vai và đầu gối gần giống như nhau. Này, Sơ Tranh chống giường, cúi người gọi Ly Đường, thương thế trên người ngươi làm sao mà bị? Trên trán Ly Đường mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, căn bản không có cách nào trả lời cô sơ tranh đáy lòng bực bội. Thật phiền, xử lý là được rồi. Ly đường có cảm giác như mình đang bị nướng trên lửa, xương cốt dường như cũng đang bị thiêu đốt, không biết trôi qua bao lâu, hắn mới cảm giác tốt hơn một chút. Hắn muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt nặng nề, làm thế nào cũng không mở ra được. Thân thể giống như bị thứ gì đè ép, thở không thông, tứ chi cứng ngắc. Ly đường đột nhiên bừng tỉnh, hắn mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào tấm màn trên đỉnh đầu không phải nhà tù tối tăm giơ giấy bẩn thỉu ẩm ướt chuột chạy khắp nơi kia gian phòng lộ ra một mùi thơm nhàn nhạt, nhạt hắn đang ở đâu ký ức của ly đường có chút hỗn loạn một hồi lâu mới nhớ được có một nữ nhân đã cứu hắn ra ly đường quay đầu quan sát gian phòng vẫn là gian phòng trước kia y phục trên người hắn có chút loạn cổ áo mở rộng lộ ra vết thương chồng chất trên lồng ngực và bả vai. Ly đường trầm mặc mặc lại y phục, cảm giác đau đớn trên vai làm hắn căn bản không có cách nào đứng dậy được. Cho tới giờ khắc này, hắn mới tin tưởng được, mình thật sự đã rời khỏi cái nhà tù kia, một nơi chẳng khác nào ác mộng. Người kia cũng đã chết. Kẹt, Ly đường nhìn về phía cửa, một cô nương mặc váy áo sáng màu bưng khay tiến vào, ánh mắt đối diện với tầm mắt hắn, thản nhiên nói một tiếng, tỉnh. Cô đóng cửa lại, buông khay xuống, đi đến bên giường, đói không, ly đường. Lắc đầu, nhưng bụng lại rất thành thật kêu lên ủng ục. Sơ tranh quay người bưng khay tới, ăn đi, nóng. Tại địa lao, hắn tuyệt thực hai ngày, đã sớm đói gần chết. Ly đường trầm mặc một hồi, thử ngồi dậy, kết quả liên tục thất bại mấy lần, người cũng đổ đầy mồ hôi. Hắn lại nằm xuống, lắc đầu, hắn không ăn sơ tranh dường như lúc này mới phản ứng được đưa tay đỡ hắn dậy đem chiếc đũa kín đáo đưa cho hắn ly đường dựa vào sơ tranh lưng tựa vào thân thể mềm mại ấm áp của cô hắn chỉ cần ghé mắt là có thể trông thấy sườn mặt trắng nõn của cô lộ ra vầng sáng nhàn nhạt, nhạt thoáng như được mạ lên một tầng ánh sáng hư ảo hắn chăm chú nhìn vài giây rồi rời ánh mắt đi ngón tay ly đường run rẩy căn bản không cầm chặt chiếc đũa được Hắn nhìn chằm chằm vào đồ ăn trước mặt, rất đói nhưng ăn không được. "Ăn đi." Người phía sau còn thúc giục hắn. Hắn làm sao mà ăn? Ly Đường không hiểu vì sao mà giận dữ, ném chiếc đũa ra, ánh mắt chuyển qua nơi khác, giống hệt như một đứa trẻ đang cáu kỉnh. "Tiểu tỷ tỷ," Vương Giả cảm thấy nếu nó không nhắc nhở, cô sẽ đem tấm thẻ người tốt này chơi chết, hiện tại hắn không có cách nào tự mình ăn được. Sơ Tranh Vậy chờ hắn có biện pháp tự ăn thì lại ăn, người bình thường sẽ có kiểu tư duy thế này sao? Cô không thể đút cho hắn ăn được à? Sơ Tranh, ta cũng không phải mẹ hắn, tại sao phải đút cho hắn ăn? Cô cứ coi mình là mẹ hắn không được sao? Ta không có con trai lớn như vậy, bây giờ có. Nhanh đút cho hắn ăn đi tiểu tỷ tỷ, hắn chết đói cô lại phải kéo ngược lại, cô vất vả lắm mới đi được đến chỗ này, cô muốn trở về một lần nữa sao? Cô không muốn phải không? Không muốn thì phải nghiêm túc làm người tốt. Chúng ta phải làm một người tốt, người tốt, người tốt. Sơ tranh, sơ tranh nhận mệnh cầm lấy mỗng, đưa tới bên miệng ly đường, giọng nói lạnh như băng ra lệnh, ăn. Ly đường nhíu mày, không há miệng, sơ tranh đột nhiên nắm cầm hắn, trực tiếp đút vào. Khụ khụ khụ, ly đường bị sặc, cô đang muốn giết chết hắn à? Sơ tranh vỗ vỗ lưng hắn, lần nữa đút tới bên miệng. Ly đường không có động tác, sơ tranh định bóp cầm hắn lần nữa, ly đường nhanh chóng há mồm ra. Sơ tranh đút một mõm, ly đường điền ăn một miếng, nhưng sơ tranh đút càng lúc càng nhanh, quay hàm của hắn cố lắm mới nhai kịp. Ly đường ăn đồ ăn xong, toàn thân đã đổ đầy mồ hôi, hắn nhìn sơ tranh bằng ánh mắt hàm chứa tức giận. Chính hắn cũng không phát hiện ra, so với lúc đầu khi vừa rời khỏi địa lao, hắn lúc này đã có cảm xúc, có sinh khí vết thương trên người ngươi sao lại như thế ly đường biết cô đang hỏi về vết thương nào hắn cúi đầu xuống lần đầu tiên mở miệng diệt ma đinh thanh âm thiếu niên có chút khàn khàn giống như lâu lắm rồi không nói chuyện còn mơ hồ mang theo sự hận thù trong đầu sơ tranh lúc này đều là diệt ma đinh là cái đinh gì cô chưa từng nghe qua cái này cứng lắm à giây lát cô chấn định hỏi làm sao lấy nó ra cần gì quan tâm nó là cái đinh gì lấy ra là được rồi thiếu niên lắc đầu không lấy ra được vì sao ánh mắt thiếu niên lần nữa lâm vào tĩnh mịch chỉ lắc đầu không tiếp tục lên tiếng hắn giống như đang rơi vào thế giới của chính mình mặc kệ sơ tranh nói gì cũng không có bất kỳ phản ứng nào sơ tranh nhét hắn vào trong chăn đi qua đi lại trong phòng hoàn cảnh xung quanh đều ngập tràn hai chữ phiền phức chính là chỗ này ly đường bị tiếng ồn ào đánh thức, ngoài cửa sổ có ánh lửa lập lòe, cơ hồ chiếu sáng cả căn phòng. Sơ tranh đứng trước cửa sổ, cửa sổ trước mặt mở ra một nửa, cô đang nhìn xuống phía dưới. Phía dưới, trưởng quỹ đang cùng người dẫn đầu nói gì đó, tựa hồ muốn cản bọn họ lại, nhưng đám người kia vẫn ngang ngược tiến vào trong. Tiếp đó, có người đuổi những vị khách còn lại trong khách điếm ra, có người đi về phía gian phòng của cô sơ tranh đóng cửa sổ lại quay đầu nhìn ly đường một chút ly đường nắm chăn vô thanh vô tức đối mặt với cô mở cửa ra đây người bên trong ra đây cho ta sơ tranh đi về phía cửa thuận tay cầm áo khoác đang treo trên ghế mặc vào kẹt sơ tranh mở cửa trên hành lang bên ngoài có một đám người cầm đuốc tất cả bọn họ đều là người nhà họ tống chính là nàng ta có một người đứng phía sau đám người kia chỉ vào cô ta đã từng nhìn thấy, thanh hung khí kia là của nàng, là nàng giết tống công tử. Nàng là hung thủ, ánh mắt lãnh đạm của sơ tranh quét về phía người đang xác nhận mình kia, hắn chính là tên trộm lúc trước cô gặp phải. Tên trộm đối diện với ánh mắt sơ tranh, sau lưng không khỏi phát lạnh, lập tức trốn vào đám người phía sau. Tốt cho ngươi một con ác phụ, dám giết hại công tử nhà chúng ta. Người nhà họ tống mặt mũi tràn đầy lửa giận ngươi có chứng cứ? sơ tranh vòng hai tay ôm ngực, giọng điệu bình tĩnh hỏi. đây chính là chứng cứ. người kia ném thanh linh khí nhuốm máu tới trước mặt sơ tranh. linh khí đụng vào sàn nhà bằng gỗ, phát ra âm thanh nặng nề. có người tận mắt nhìn thấy ngươi mua thanh kiếm này, công tử của chúng ta lại chết bởi thanh hung khí này. người nói chuyện chỉ vào tên trộm. hắn còn trông thấy ngươi xuất hiện ở gần hiện trường xảy ra án mạng, không phải ngươi thì là ai? edit by Hạ Lan Tâm Nhiên, linh khí là ta mua, sơ tranh gật đầu, sau đó mặt không đổi sắc chỉ vào tên trộm, nhưng thanh linh khí này đã bị hắn trộm đi, sắc mặt tên trộm đại biến, kêu to lên, ta không có, nàng nói lung tung, chính là nàng giết tống công tử, nói là ta giết, có chứng cứ không? Thanh linh khí này chính là chứng cứ, tên trộm giống to, bị ngươi trộm, ta không có. Tên trộm phản bác, oán độc chừng mắt nhìn sơ tranh ta không trộm, nàng đang nói láo, nàng nói láo, nàng mới là hung thủ. Người nhà họ tống nhìn sơ tranh, lại nhìn tên trộm, đột nhiên không biết nên tin tưởng ai, đến cùng là ai giết công tử của bọn họ. Sơ tranh một mực chắc chắn linh khí của mình bị trộm, tống công tử chết không có quan hệ gì với cô. Biểu hiện của cô chấn định lại thong dong, hoàn toàn không có bối rối và khẩn trương của một hung thủ. Ngược lại tên trộm lớn tiếng kêu la, nhìn càng đáng nghi hơn người nhà họ tống có chút lưỡng lự cuối cùng quyết định mang cả sơ tranh và tên trộm về bất kể là ai chắc chắn có một người là hung thủ cô nương xin đắc tội mời ngươi theo chúng ta hồi phủ nếu như không phải ngươi làm chúng ta sẽ nhận lỗi với ngươi không rảnh sơ tranh lui trở về phòng muốn đóng cửa người đang nói chuyện kia nhướng mày tiến lên một bước chống cửa cô nương nếu ngươi muốn rửa sạch hiểm nghi tốt nhất nên cùng chúng ta hồi phủ. Sơ Tranh mặt không cảm xúc phản bác, các ngươi chỉ dựa vào một câu, liền hoài nghi ta, có phải ta cũng có thể dựa một câu, nói ngươi là hung thủ, ngươi lại vừa ăn cướp vừa la làng không? Người kia, người kia còn chưa nghĩ ra nên nói gì, Sơ Tranh đột nhiên động thủ, một cước đạp bay hắn ra ngoài. Người kia bay thẳng ra ngoài, đụng gãy lan can hành lang, rớt xuống dưới lầu khách điếm sơ tranh nhìn những người nhà họ tống còn đang khiếp sợ mặt lạnh lùng buông một câu ta đã nói không phải ta nếu còn dám tới chỗ này ta giết chết các ngươi phanh cửa phòng bị đóng lại người dẫn đầu đã bị đạp bay bọn họ cũng không dám tiến lên đi xuống lầu tìm người dẫn đầu người dẫn đầu lúc này đang điên cuồng thổ huyết đám người càng khiếp sợ hơn cô nương kia nhìn giống như tùy tiện đạp một cước sao lại thổ huyết rồi người dẫn đầu xanh mặt Phân phó bọn họ, phái người trông coi chỗ này, mang người này về trước đi, không phải ta làm, các ngươi bắt ta làm gì, là nàng, là nữ nhân kia làm. Tên trộm rằng co, lúc bọn họ phát hiện ra Tống công tử thì vừa vặn bắt được tên này đang lén lén lút lút ở gần đó, nhưng sau đó, tên này nói hắn đã từng nhìn thấy thanh hung khí kia, là của một nữ nhân. Nên bọn họ mới tìm tới chỗ này. Công tử Tống gia chết rồi, đây chính là một sự kiện lớn ngày thứ hai chuyện này đã truyền đi nhốn nháo khắp nơi không ít người vỗ tay khen hay tống công tử chính là ác bá của thượng ninh thành trắng trợn cướp đoạt dân nữ giết người trước mặt mọi người ỉ vào tống gia nên không có gì hắn không làm ở địa lao không có đầu mối gì bọn họ thậm chí còn không biết tại sao tống công tử lại xuất hiện ở đó chỉ có thể kết luận là hung thủ mang tống công tử đến xế chiều hôm đó thì có người xuất hiện nói từng nhìn thấy có người lén lén lút lút đi theo sau tống công tử hơn nữa người kia còn trực tiếp chỉ vào tên trộm tống ra điều tra được tên trộm đang cần rất nhiều linh thạch để trả tiền đánh bạc hắn nợ hắn có động cơ gây án cũng có người nói từng trông thấy sơ tranh và tống công tử nói chuyện nhưng sau khi sơ tranh và tống công tử tách ra thì cô trực tiếp trở về khách điếm trường quầy và tiểu nhị khách điếm đều có thể làm chứng cô luôn ở trong khách điếm chưa từng đi ra ngoài mặc dù tống gia cảm thấy hiểm nghi của sơ tranh rất lớn nhưng cô có người làm chứng hơn nữa còn có thực lực nên tống gia không dám tùy tiện làm gì cuối cùng chuyện này là tên trộm kia cõng nồi trở thành hung thủ giết tống công tử tống gia gia chủ nữ nhân kia có hiểm nghi lớn hơn tống gia chủ trầm mặt thiết hạch đào trong tay phát ra tiếng vang loảng xoảng tống ly ở trong tay nàng ta cái gì người kia kinh ngạc biểu thiếu ra hắn hắn không phải đã chết sao năm đó hắn đã tận mắt nhìn thấy quái vật nửa người nửa ma kia tống gia chủ cũng không ý định nói vì sao ly đường còn sống cái tên con hoang kia ở trong tay nàng ta nếu nàng ta nói ra chuyện này tống gia câu kết với ma tộc chúng ta sẽ trở thành mục tiêu công kích người kia tiêu hóa một hồi gia chủ có phải người nghĩ quá nghiêm trọng rồi hay không lời nàng ta nói cũng không nhất định có người tin tống gia chủ tống gia là cây to đón gió bất kể có phải là sự thật hay không chắc chắn sẽ có người mượn cơ hội phát tác sắc mặt người kia hơi thay đổi hiện tại nhìn giống như tống gia cầm đầu ở thượng ninh thành nhưng có không biết bao nhiêu người vụng trộm muốn kéo bọn họ xuống đài nếu như bị đào lên có quan hệ không minh bạch với ma tộc cho dù tống gia bọn họ thật sự trong sạch thì cũng sẽ bị người lợi dụng lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục gia chủ chuyện này nếu nàng ta có ý đồ chắc chắn sẽ liên hệ với chúng ta tống gia chủ nói trước tiên phái người quan sát động tĩnh của nàng nếu như có cơ hội tống gia chủ đưa cho hắn một ánh mắt ngươi hiểu mà người kia hiểu rõ làm động tác cắt cổ tống gia chủ căn dặn nếu không nắm chắc mười phần thì không được động thủ giả dạ, người kia đáp ứng đúng rồi gia chủ ít ngày nữa đại tiểu thư sẽ trở về Sắc mặt tống gia chủ hòa hoãn mấy phần Tử Vân Tông ba năm tuyển tân đệ tử một lần Lần này Lan Nhi trở về Hẳn là vì chuyện này Bảo các huynh đệ tống gia chuẩn bị cẩn thận Giả, dạ, khách điếm Ly đường dựa vào đầu giường Nhìn tay sơ tranh múc cháo Ngươi cảm thấy bọn họ tin sao? Đây là lần đầu tiên ly đường chủ động nói chuyện trong mấy ngày này Cái gì? Chuyện hắn không phải do ngươi giết Ta nói không phải thì là không phải sơ tranh đưa thìa cháo đến bên miệng hắn ly đường hơi hé miệng tống gia cũng không nói chuyện chứng cứ bọn họ không dám động thủ với ta vì sao sơ tranh một mặt nghiêm túc đánh không thắng ta ly đường nhìn sơ tranh thu thập bát đũa hắn hơi há miệng ra muốn nói lại thôi muốn nói gì thì nói đi ly đường bị phát giác dứt khoát mở miệng ngươi là ma tộc đúng không phải là phải không phải là không phải đúng không là có ý gì ma tộc bị phong ấn ở ma thành dưới mặt đất tại sao ngươi ra được phụ thân ngươi ra thế nào thì ta ra thế ấy ly đường nhíu mày giọng điệu có chút có biến hóa ngươi biết phụ thân ta mẫu thân hắn rất ít khi nhắc đến phụ thân nhưng hắn biết mẫu thân rất yêu phụ thân hắn nàng tuyệt đối không hối hận mẫu thân từng nói phụ thân hắn không phải cố ý vứt bỏ bọn họ y có nỗi khổ tâm nếu có cơ hội không biết sơ tranh nói vậy tại sao ngươi lại cứu ta sơ tranh hơi nắm chặt tay nghiêm túc như đang tuyên thệ gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ làm một người tốt phải nghiêm túc làm một người tốt bằng không thì sẽ chết không phải là kéo ngược lại không thể kéo ngược lại kiên quyết không người này không có bệnh chứ nếu như lời này từ một tu sĩ nhân loại nói ra hắn có thể sẽ tin nhưng cô là một ma tộc, mà lại nói mình phải là một người tốt. Thế thì người tốt trên thế giới này đều chết hết rồi sao? Hơn nữa, trước đó, phương thức đối đãi của cô, nhìn thế nào cũng cảm thấy cô đang cố ý chỉnh hắn, có chỗ nào giống người tốt đâu. Nữ nhân này thật là kỳ quái. Edit bài hạ lan tâm nhiên trong lúc ly đường dưỡng thương, tống gia chưa từng xuất hiện, tựa hồ giống như lời cô nói, tống gia không dám động thủ với cô mà ly đường trừ bỏ ngày đó nói chuyện cùng sơ tranh, sau đó không nói thêm lời nào cả, cả ngày nghiêm mặt, ánh mắt từ trống rỗng chết lặng đến u ám tĩnh mịch. Nhưng mà những lúc sơ tranh xuất hiện, hắn sẽ thu liệm ánh mắt như vậy đi một chút. Sơ tranh cảm thấy đây là hắn đã hắc hóa, còn muốn cô ngăn cản gì nữa? Không bằng xử lý rồi tính sau. Vương giả gầm thét dữ dội mới ngăn cản được cô. Vương giả cảm thấy thật mệt tim đây là nó đang phải ngăn cản hai người hắc hóa a trên người ly đường có diệt ma đinh sơ tranh không phản ứng gì cả chính hắn cũng không nói gì có lẽ đã nhận định diệt ma đinh sẽ không lấy ra được nói ra cũng vô dụng còn phải xé mở vết thương cho người ta nhìn không bằng giữ lại cho hắn chút tự tôn tĩnh dưỡng rất nhiều ngày ly đường mới có thể xuống giường đi lại hắn đi tới cửa chuẩn bị ra ngoài hít thở không khí nhưng kéo cửa một cái mà nó chẳng có động tĩnh gì ly đường ly đường dùng sức cửa không nhúc nhích tí nào hắn quay người đi đến bên cửa sổ mở cửa sổ ra gió từ cửa sổ tiến vào vất qua mặt hắn nhưng khi hắn đưa tay qua thì lại cảm giác được một trận nóng rực cả căn phòng đều được thiết lập một loại kết giới nào đó ly đường thu tay lại trầm mặc ngồi trở lại trên giường cô nhốt hắn ở chỗ này những ngày qua hắn không thể xuống giường, không chú ý tới điểm này, tiểu nhị hàng ngày vẫn ra vào bình thường, nên hắn cũng không nghĩ tới chỗ này. Bàn tay nắm lấy mép giường của Ly Đường hơi dùng sức. Nếu hắn đã ra được thì nhất định không thể chết. Hắn phải mạnh lên, ai cũng không thể khi dễ hắn được nữa. Ly Đường giơ tay che bả vai mình, thế nhưng diệt ma đinh trong cơ thể hắn phải làm sao bây giờ, nếu không lấy ra được thì hắn không có khả năng tu luyện linh tu hay ma tu đều không được kết ngoài cửa có âm thanh ly đường buông tay ra nằm lại trên giường sơ tranh từ ngoài cửa bước vào cô cầm một túi đồ ăn vặt kéo tay ly đường nhét vào trong lòng bàn tay hắn ngươi có thể đi lại được chưa thu thập một chút hôm nay chúng ta ra khỏi thành câu hỏi phía trước căn bản cũng không phải để hỏi thăm cô đã an bài xong tất cả chỉ đến thông báo cho hắn tượng trưng thế thôi trong lòng bàn tay ly đường nóng hổi, giấy dầu bao lấy điểm tâm, tản ra mùi thơm ngát. Những ngày này cô trở về, thỉnh thoảng sẽ mang theo một ít điểm tâm như vậy. Có đôi khi sẽ đưa cho hắn, có đôi khi lại trực tiếp đặt ở chỗ đó, hoàn toàn không hiểu cô đang nghĩ cái gì. Hoặc là nói, từ lúc gặp, phải nữ nhân này, hắn cũng không biết rốt cuộc cô muốn làm gì. Ra khỏi thành, ly đường ngồi dậy, làm gì? sơ tranh đi đến ngăn tủ bên cạnh đưa lưng về phía hắn bình tĩnh nói có người biết cách lấy diệt ma đinh ra ta dẫn ngươi đi tìm hắn ly đường sững sờ từ ngày đó cô hỏi qua sau khi hắn trả lời cô cũng không hỏi nữa giống như hoàn toàn đã quên chuyện diệt ma đinh yết hầu hắn hơi khô chát ngươi sơ tranh chờ hắn vài giây thấy hắn không nói gì thì thản nhiên nói thu thập một chút ta chờ ngươi ở dưới ly đường nhìn cô rời khỏi phòng đi cùng cô sao hắn thử đi tới cửa phát hiện cửa có thể kéo ra cô đã thu kết giới lại hiện tại hắn chạy ly đường đi ra khỏi cửa phòng phía dưới là đường phố phồn hoa nếu hắn lẫn vào trong đám người cô muốn bắt được hắn cũng khó khăn sơ tranh cùng trường quỹ kết toán sổ sách xong đi ra khỏi khách điếm đứng trước một chiếc xe ngựa mã phu đánh xe cười với cô sơ tranh lấy một túi linh thạch bỏ vào tay hắn mã phu vui như hoa nở vị khách nhân này ra tay hào phóng quá mức còn nhiều hơn số tiền hắn kiếm được trong một năm nữa cô nương chúng ta đã đợi hơn nửa canh giờ rồi mã phu nhắc nhở sơ tranh sơ tranh ngồi trước xe ngựa chân khẽ lắc nhẹ trong không trung nghe thấy thanh âm của mã phu cô dừng lại nhìn về phía khách điếm đang nghĩ tới tên yếu gà kia có phải chạy rồi không thì đột nhiên nhìn thấy thiếu niên từ trong khách điếm bước ra thiếu niên trầm mặt đi về phía Sơ Tranh, không nói lời nào cùng Sơ Tranh đối mặt một lúc. Sơ Tranh vào xe ngựa trước, thiếu niên Trần chờ trong chốc lát, cũng lên xe theo, ngồi vào bên trong góc. Mã phu lập tức đánh ngựa đi về phía ngoại thành. Mau nhìn xem, là các tu sĩ của Tử Vân Tông. Năm nay Tử Vân Tông nhận người sao? Đương nhiên nhận a, à, ba năm chiêu tân một lần, ta đã vì năm nay mà chuẩn bị rất lâu, nếu ta có thể vào được Tử Vân Tông trở thành tu sĩ chân chính, thì cuộc sống về sau nhất định sẽ tốt hơn. Đi đi đi, bọn họ đi về phía tống ra bên kia, chúng ta đi nhìn xem, sơ tranh vén rèm xe, nhìn lên trên bầu trời. Đại bàng to lớn lướt qua không trung, phía trên có mấy người đứng, bạch y phiêu giật, không khác nào tiên nhân lâm thế, dưới đất bách tính hoan hô đuổi theo đại bàng mà đi. Tử Vân Tông, Tông Môn của Lâm Thần kia. Không biết Lâm Thần đã chết chưa? hẳn là chưa chết nếu đã chết thì hiện tại chắc cô đã bị kéo ngược lại rồi tại thời điểm bách tính toàn thành đều đi về phía tống gia một chiếc xe ngựa chậm rãi đi ngược chiều rời khỏi thành dần dần xa dần bách ứng cốc vị cô nương này mời trở về đi số lượng xem bệnh năm nay của cốc chủ chúng ta đã sử dụng hết rồi tiểu đồng cung kính xoay người sơ tranh chấn định lấy ra một túi linh thạch cô nương cốc chủ năm nay thật sự không trần trị người bệnh nữa sang năm xin đến sớm, tiểu đồng bất vi sở động. Lại một túi, cô nương, cốc chủ thật sự không gặp ngài được, tiểu đồng bất đắc dĩ lắc đầu. Sơ tranh mặt không cảm xúc rũ ra một đống linh thạch, cơ hồ cao bằng nửa tiểu đồng, sơ tranh đạp một cước, linh thạch rầm rầm đổ xuống, bao phủ bắp chân tiểu đồng. Tiểu đồng nuốt một ngụm nước bọt, ngài chờ một lát, ta đi bẩm báo lại, ly đường đứng bên cạnh sơ tranh, dọc theo con đường này, hắn đã thấy qua cách cô tiêu xài linh thạch, người khác hận không thể tách linh thạch ra thành mấy khối để tiêu, còn cô thì hận không thể hợp mấy khối linh thạch lại làm một khối mà tiêu. Một lúc sau tiểu đồng mới ra ngoài, làm thủ thế mời, cô nương, công tử mời vào bên trong, sơ tranh lại ném ra mấy khối linh thạch, khóe miệng tiểu đồng hơi co rút, đưa cho mấy tiểu đồng khác để bọn họ mang linh thạch vào. Bách ứng cốc, nghe đồn cốc chủ y thuật cao minh, nhưng cốc chủ mỗi năm chỉ trần trị 12 người bệnh. Mỗi tháng một người, đủ 12 người, sẽ không tiếp nhận thêm bất cứ người bệnh nào nữa. Ly đường không cảm thấy người này có thể lấy được diệt ma đinh trong cơ thể mình ra, bởi vì sơ tranh dẫn hắn đi một đường vừa rồi, mỗi lần cô đều nói, có người có thể. Nhưng lúc đến tìm, đối phương hoặc là không làm được, hoặc là căn bản chưa từng nghe qua. Hết lần này đến lần khác, mỗi lần cô đều nghiêm túc nói, lần sau nhất định có thể. Ly đường cũng cảm thấy mình điên rồi, nếu không thì làm sao lại chạy theo cô lãng phí thời gian như thế, cô đã nói bao nhiêu lần lần sau rồi. Trong bách ứng cốc có đủ các loại thảo dược, toàn bộ cốc đều tản ra mùi thuốc nhàn nhạt, nhạt. Tiểu đồng dẫn bọn họ đi qua một con đường nhỏ, lúc tiến vào một mảnh rừng trúc, tiểu đồng quay đầu dặn dò, mời hai vị theo sát ta, tiểu đồng đi vào rừng trúc, rõ ràng đang dùng một loại bộ pháp nào đó sơ tranh bước vào rừng trúc liền cảm giác có chút khó chịu cơ thể cô hơi hơi nhoáng lên được ly đường đi phía sau đỡ lấy ly đường đỡ cô đuổi theo tiểu đồng ra khỏi rừng trúc liền buông cô ra sơ tranh như có điều suy nghĩ quay đầu nhìn rừng trúc vừa rồi rừng trúc kia đang bài xích lực lượng trong cơ thể cô sao bởi vì cô là ma tộc nhưng tại sao ly đường lại không có việc gì hắn cũng là nửa ma tộc dựa vào cái gì mà kỳ thị cô rác rưởi tiểu trúc người đi xuống đi tiểu đồng vừa mang bọn họ tới cửa bên trong liền truyền ra một đạo thanh âm tang thương tiểu đồng hướng về phía sơ tranh và ly đường khom lưng rồi lui xuống sơ tranh không chút luống cuống mặt không đổi sắc đi vào ly đường cũng chỉ có thể đuổi theo cô edit bay hạ lan tâm nhiên một lão nhân đang ngồi trong đại sảnh mặc chiếc áo bào màu xanh tay áo rộng phiêu phiêu Lúc này khuôn mặt căng cứng tràn đầy nếp nhăn, cho người ta cảm giác rất không dễ nói chuyện. Ánh mắt sắc bén của Cốc chủ đảo qua người Sơ Tranh, sau đó dừng lại trên người Ly Đường. "Ai xem?" Sơ Tranh chỉ vào Ly Đường. Cốc chủ đứng dậy, khoanh tay đi vào gian trong, "Cùng ta vào đây." Ly Đường liếc mắt nhìn Sơ Tranh, đi theo Cốc chủ vào phòng trong. Tiểu Đồng nhanh chóng tới châm trà cho Sơ Tranh, còn dâng lên một chút điểm tâm. Ước chừng sau một khắc, tiểu đồng tên gọi tiểu trúc kia ra mời cô vào. Ly đường để trần thân trên, nằm trên giường êm, đôi mắt nhắm chặt, không có ý thức. Người ngược lại rất bình tĩnh, cốc chủ đang rửa tay, thấy sơ tranh tiến vào mà không phát ra bất kỳ âm thanh gì, lão đâm một câu. Có thể chị không? Cốc chủ nhận lấy khăn trong tay tiểu đồng, lau tay, rồi ném lên trên bàn. Diệt ma đinh đã ở trong thân thể hắn nhiều năm, nhanh nhất nửa năm, chậm nhất một năm hắn sẽ phải chết. Sơ tranh vẫn câu nói kia, có thể chị không? Ha ha, người tiểu cô nương này. Cốc chủ dựng dâu trừng mắt, có hiểu lễ phép không? Lấy tiền làm việc, giao dịch công bằng. Cốc chủ cách không chỉ vào sơ tranh hai lần, tức giận đến nói không nên lời. Nửa ngày mới giống như giận dỗi nói, trên đời này không có bệnh gì ta không trị được, nghèo ngươi cũng có thể trị. Sơ tranh vẻ mặt thành thật hỏi. Cốc chủ. Cút, cút ra khỏi bách ứng cốc của ta. Lão tử không trị nữa. Cốc chủ, tỉnh táo, linh thạch chúng ta đã thu rồi. Tiểu trúc giữ chặt cốc chủ. Cốc chủ trong nháy mắt tỉnh táo lại. Lão ra vẻ cực kỳ tức giận vỗ vạt áo. Hắn là ma tộc, diệt ma đinh vốn cho ma tộc dùng, nói toàn lời vô nghĩa. Cốc chủ rõ ràng nghe ra ý ngầm trong lời nói của sơ tranh, lửa giận vừa mới hạ xuống một chút, lại ngùn ngụt bốc lên đến bách ứng cốc của lão cầu y, có ai không phải cung cung kính kính, tiểu nha đầu này, được rồi, xem số lượng linh thạch vậy. Muốn lấy diệt ma đinh ra, cần phải có một ma tộc phối hợp, cốc chủ lạnh hư một tiếng, người đi tìm một ma tộc đến, thì ta có thể trị được, ồ, sơ tranh chỉ vào mình, ta chính là ma tộc, cốc chủ nhíu mày, nói thầm một tiếng, khó trách rừng trúc có phản ứng. Cốc chủ đối với ma tộc tự hồ không có thành kiến gì vẫn đối đãi như người bệnh thông thường người đã là ma tộc vậy thì dễ làm rồi tiểu trúc người đi chuẩn bị một chút cốc chủ thấp giọng nói bên tai tiểu trúc vài câu tiểu trúc đáp ứng rời đi ma tộc rất lâu rồi không thấy ma tộc cốc chủ cảm thán một tiếng thật là khiến người ta ngoài ý muốn gần đây đến hai người lại còn có người là nửa người nửa ma hiếm lạ hiếm lạ à cốc chủ đột nhiên quay đầu đây không phải là con của ngươi chứ sơ tranh mặt lạnh lùng không có loại con này yếu gà cốc chủ tiểu trúc cần vài ngày để chuẩn bị đồ vật nên mấy ngày nay sơ tranh ở lại trong cốc không biết cốc chủ đã làm gì với ly đường mà hắn vẫn luôn không tỉnh lại nếu không phải hô hấp còn bình thường sơ tranh cũng tưởng là hắn treo luôn rồi ngày thứ năm tiểu trúc tới mời cô bọn họ tiến vào một sơn động trong sơn động có một cái đài cốc chủ bảo sơ tranh đặt ly đường lên trên đài cô đứng ở đầu bên kia ly đường lấy diệt ma đinh ra sẽ làm lực sinh mệnh của hắn không ngừng hao mòn ngươi phải dùng ma khí bảo vệ mệnh mạch của hắn cốc chủ vừa chuẩn bị đồ vừa nói nếu ngươi không bảo vệ được mệnh mạch của hắn hắn sẽ chết ừ cốc chủ đứng ở đầu còn lại của ly đường lão nhìn sơ tranh một chút tiểu nha đầu cái này rất tổn hao tinh lực ngươi có thể chống đỡ được không sơ tranh gật đầu, bắt đầu đi, sao có thể không làm được? Là một nữ tử thì không thể không làm được. Hừ, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tự gánh lấy hậu quả. Cốc chủ phất tay áo, trong tay kết ấn, trên đài đột nhiên hiện lên một chùm sáng, bao phủ ly đường bên trong. Sơ tranh dựa theo lời cốc chủ nói, lúc ánh sáng sáng lên, bắt đầu đưa ma khí vào trong cơ thể ly đường. Ánh sáng trên đài dần dần ảm đạm đi, sơ tranh có thể nhìn thấy bả vai ly đường bắt đầu chảy máu cái diệt ma đinh đầu tiên từ miệng vết thương chậm chạp ngoi đầu lên đinh diệt ma đinh mang theo máu rơi trên đài cốc chủ tiếp tục lấy diệt ma đinh bên kia ra lúc lấy đến cái thứ ba trên trán cốc chủ đã xuất hiện mồ hôi lạnh động tác cũng chậm hơn không ít cuối cùng một cây diệt ma đinh ngoi đầu lên rời khỏi đầu gối ly đường cốc chủ lập tức chạy lên đài cầm máu trên miệng vết thương cho ly đường, đồng thời đút cho hắn hai viên thuốc. Chỉ có bốn cái diệt ma đinh, nếu như có năm cái, chỉ sợ hắn đã sớm chết, cốc chủ ra hiệu sơ tranh có thể ngừng, lại nhìn qua gương mặt không đổi sắc của sơ tranh, lập tức thở không thông. Tiểu nha đầu này cũng thật lợi hại. Năm cái, cốc chủ điểm một cái vào vị trí trái tim của ly đường. Cốc chủ đứng dậy, trong ba ngày nếu hắn có thể tỉnh lại thì không sao, nếu không tỉnh, thì sao? Cốc chủ hừ lạnh một tiếng, đào hố chôn đi, sơ tranh, muốn cô đào hố sao? Nơi này của các ngươi không cung cấp dịch vụ chôn xác à? Tiểu tỷ tỷ, năm ngày sau. Tiểu trúc, cái này sao lại mốc meo rồi? Cốc chủ, vài ngày trước trời mưa, chắc là chưa phơi khô, lại không thể dùng. Ngươi đi tìm thứ có thể thay thế tới đây. Cốc chủ, cái này không tốt đâu, có gì mà không tốt, lại không chết người được. Vâng, Cốc chủ ném thảo dược mốc meo trong tay đi, chắp tay chuẩn bị vào nhà, vừa quay đầu đã nhìn thấy thiếu niên đứng ở cửa. A, à, tỉnh. Thiếu niên có chút khó khăn bước ra khỏi phòng, diệt ma đinh trong cơ thể ta đã được lấy ra hết rồi sao? Người đang nghi ngờ bản lĩnh của lão phu? Cốc chủ không vui. Không dám, thiếu niên hơi cúi đầu, đa tạ Cốc chủ, hừ, Cốc chủ đi sang một bên khác, bất đắc dĩ nói lần này nếu không có tiểu nha đầu kia, người cũng không sống được, nàng đâu. Cốc chủ âm dương quay khí nói, đi đào hố cho ngươi rồi, ly đường. Ly đường theo sự chỉ dẫn của tiểu trúc, tìm được sơ tranh, không phải cô đang đào hố, mà là cô đang nhìn hai tiểu đồng đào hố. Cuối cùng cũng đào được. Hai tiểu đồng ôm đồ vật trắng xóa bỏ lên trên hố, quá khó đào, lại còn sâu như thế. Hai tiểu đồng muốn lấp hố, lại bị sơ tranh ngăn lại sơ tranh cho họ linh thạch hai tiểu đồng liếc nhìn nhau ôm thứ màu trắng kia chạy đi để lại một mình sơ tranh cô đứng trên miệng hố không biết muốn làm gì khụ ly đường ho nhẹ một tiếng sơ tranh quay đầu lại xem sao ngươi lại tỉnh tại sao hắn lại không thể tỉnh nghe ý tứ kia của cô hình như còn rất thất vọng ta cũng đã đào xong hố cho ngươi sơ tranh chỉ vào cái hố kia lãng phí thời gian của ta đừng tưởng hắn không nhìn thấy, rõ ràng là hai tiểu đồng kia đào mà. Ly đường đi qua, nhìn vào trong hố một chút, ngươi muốn chôn ta. Cốc chủ nói nếu ba ngày ngươi vẫn chưa tỉnh lại thì có thể chôn ta đã đợi lâu hơn một ngày, đã rất xứng đáng với ngươi rồi. Ly đường nghẹn một hơi, hai người kia kết phường hố hắn à. Nếu hắn thật sự bất tỉnh, cô dự định đem hắn đi chôn thật luôn à. Ly đường hút khí, lại phun ra một mụn chọc khí nói, diệt ma đinh đã được lấy ra, ngươi muốn ta làm gì, bây giờ có thể nói đi. Làm cái gì? Sơ tranh hỏi. Ly đường, vấn đề này là hỏi ngươi, ngươi muốn ta làm cái gì cơ mà? Edit bài Hạ Lan tâm nhiên, ngươi mang ta từ địa lao ra, là có mục đích gì? Thiếu niên trầm lãnh như băng, nhưng ánh mắt lại mang theo tính xâm lược. Phảng phất như muốn xé linh hồn sơ tranh ra. Sơ tranh hờ hững liếc hắn một cái không có mục đích gì chỉ là muốn làm một người tốt không có mục đích gì thì vì sao ngươi lại muốn cứu ta cái này giống như một vấn đề đang tuần hoàn vô hạn bởi vì ngươi phía sau sẽ tự động cách âm sơ tranh dừng lại trước đó ta đã từng nói qua ngươi tin hay không thì tùy ngữ khí của sơ tranh bình tĩnh như chẳng có vấn đề gì cả làm thiếu niên sững sờ ngay tại chỗ hắn nhìn sơ tranh đi xa gió nhẹ lướt qua gò má mang theo mùi thuốc nhàn nhạt, nhạt giống như trong khổ cực lại có chút đắng chát lại ba ngày nữa trôi qua vết thương trên người ly đường đã khép miệng hắn đã có thể làm một vài động tác dùng sức diệt ma đinh ở trong thân thể hắn nhiều năm như vậy đã lâu lắm rồi hắn không có cảm giác nhẹ nhàng như lúc này cơ thể thuộc về mình không cần lo lắng khi dùng sức quá mạnh sẽ ảnh hưởng đến diệt ma đinh trong cơ thể ly đường làm xong một loạt động tác quay đầu nhìn về phía sân bên kia cô uể oải nằm trên ghế trúc quần áo rũ xuống rơi trên mặt đất lay động theo ghế trúc quét tới quét lui trên đất ly đường rời mắt đi tiếp tục luyện tập từ giờ trở đi hắn nhất định phải mạnh lên có lẽ do sơ tranh cho đủ linh thạch cốc chủ dù tính tình không tốt lắm lại có chút cay nghiệt cũng không đuổi bọn họ đi thân thể ly đường càng ngày càng tốt sơ tranh cũng càng ngày càng lười ban đêm rời đi cô ở chỗ nào thì buổi sáng cô vẫn ở nguyên tại chỗ đó không thấy cô đổi địa điểm nhưng đối với sơ tranh mà nói thời gian không phải nghĩ cách xài tiền thế nào rất tốt đẹp phải hưởng thụ thật tốt không thể bỏ qua ánh trăng chiếu xuống sơn cốc cả sơn cốc như được bao phủ lên một tầng lụa mỏng mông lung không chân thực ly đường từ ngoài viện trở về vừa liếc mắt đã thấy người nằm trên ghế trúc ghế trúc đứng im bất động người ở phía trên tựa hồ đã ngủ thiếp đi hắn trực tiếp đi vào phòng ở trong phòng dạo quanh một lát rồi cầm một tấm thảm nhung ra đắp lên người sơ tranh chỉ để trả ơn ngươi đã cứu ta thôi ly đường nói thầm một tiếng ánh mắt dừng lại trên người cô chốc lát lại cấp tốc rời đi quay người vào nhà nửa đêm ly đường nghe thấy bên ngoài có âm thanh hắn lập tức đứng dậy đi ra ngoài theo bản năng nhìn về chiếc ghế trúc bên kia Người trên ghế đang ôm lấy tấm thảm nhung ngồi dậy, ánh mắt nhìn về nơi âm thanh truyền đến ở xa xa, sau đó lại nằm trở về. Ghế trúc lắc lư, phát ra tiếng vang rất nhỏ. Có người đánh nhau, ly đường. Đi đến bên cạnh cô. Ừ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ngủ, ngủ. Ồn ào quá, ngươi không đi xem? Chúng ta chỉ là khách nhân, có gì đáng xem? Chưa thấy đánh nhau bao giờ à? Sơ tranh giọng điệu thản nhiên, làm tốt bổn phận của một khách nhân đi. Người thật là đúng bổn phận, thanh âm càng ngày càng to, rõ ràng là hướng về phía bên này của bọn họ. Tiểu Trúc và cốc chủ vội vàng từ viện của bọn họ đi qua, ly đường nhìn sơ tranh, mày nhíu lại, đi ra bên ngoài viện. Cách đó không xa có một đoàn người đứng, nhóm tiểu đồng bách ứng cốc vây quanh cốc chủ, đứng ở một bên khác. Người nào mà to gan như vậy, ban đêm lại dám xông vào bách ứng cốc. Cốc chủ áp chế không nổi lửa giận, cơ hồ là đang giống lên. Cốc chủ, nghe nói ngài không tiếp khách, nên chỉ có thể đắc tội, đối phương chắp tay, giọng điệu hơi gấp gáp, xin cốc chủ thứ lỗi. Các ngươi muốn làm gì? Cốc chủ hừ lạnh một tiếng. Xin cốc chủ ra tay cứu người. Xông vào bách ứng cốc của ta, còn muốn ta cứu người? Cốc chủ, tại hạ cũng là bất đắc dĩ vì sốt ruột muốn cứu người nên có chút mạo phạm xin cốc chủ thứ lỗi bách ứng cốc có quy củ của bách ứng cốc năm nay số lượng người xem bệnh đã đủ cốc chủ rất bất mãn đừng nói số lượng đã đầy cho dù chưa đầy lão cũng sẽ không cứu cốc chủ xâm nhập vào cốc là tại hạ không đúng cốc chủ muốn trừng phạt thế nào tại hạ cũng xin nhận nhưng xin cốc chủ nhất định phải ra tay cứu giúp ly đường đang nhìn đến xuất thần đột nhiên cảm giác bên cạnh có thêm một người hắn ghé mắt nhìn qua sơ tranh khoanh hai tay trước ngực dựa vào cửa viện lạnh lùng nhìn bên kia không phải vừa rồi cô còn không có hứng thú sao sao lại ra đây rồi cốc chủ của bách ứng cốc là một quái nhân sơ tranh đập linh thạch làm lão phá lệ nhưng đám người lúc này chỉ hung hăng dán cái mác thầy thuốc nhân nghĩa lên người cốc chủ còn luôn miệng hứa hẹn nếu cốc chủ cứu được người thì nhất định sẽ hậu tả Cứu như vậy không tốt đâu, cốc chủ làm sao mà chịu, đưa tay bấm niệm pháp quyết, không gian trống rỗng giữa bọn họ bỗng xuất hiện một mảnh rừng trúc, ngay sau đó đám người kia liền biến mất. Tức chết ta rồi, cốc chủ, trước đó chúng ta đã phá lệ, vì sao, tiểu trúc có chút không hiểu. Hư, người kia là ma tộc, bọn họ là ma tộc sao? Cốc chủ cưỡng từ đoạt lý, hàng năm trị liệu 12 người, trước đó ta trị cũng không phải người cho nên không tính là phá lệ hiểu chưa tiểu trúc liên tục gật đầu không ngừng tỏ vẻ thụ giáo hiểu hiểu rõ cốc chủ mang theo tiểu trúc rời đi sơ tranh liếc sang ly đường vừa rồi hắn mắng người không phải người ly đường hắn vỗn dĩ cũng không phải người trong mắt bọn họ hắn chính là quái vật mặc dù đáy lòng rất rõ ràng nhưng bị người ta nói ra như thế vẫn rất khó chịu quanh thân ly đường tỏa ra áp suất thấp mặt mày âm trầm quay người đi vào cô nương người ở đây làm gì tiểu trúc nhìn sơ tranh đứng ngoài rừng trúc tạo hình móp méo nửa canh giờ thập phần khó hiểu những người tối qua ở trong kia sơ tranh chỉ vào bên trong không có bọn họ đã bị đuổi ra khỏi cốc tiểu trúc cười giải thích ừ sơ tranh chấn định nghiêm túc gật đầu sau đó tiểu trúc nhìn thấy sơ tranh quay người bước chân như gió biến mất ở trước mắt. Tiểu trúc gãi gãi đầu, cho nên nàng đứng ở chỗ này lâu như vậy làm gì? Từ miệng đám tiểu đồng còn lại trong cốc, sờ tranh mới biết đám người kia không hề rời đi, dừng lại ở bên ngoài cốc, nghe nói có một người đã quỳ một ngày một đêm, cầu xin cốc chủ cứu người. Người bọn họ muốn cứu là một cô nương, tên gọi Tống Phong Lan. Cái tên này đối với nguyên chủ mà nói, phải gọi là hết sức quen thuộc, người trong lòng Lâm Thần người chiếm cứ thân thể của nguyên chủ ngay cả tàn hồn cuối cùng của nàng cũng trở thành vũ khí của tống phong lan đêm hôm đó quả nhiên cô nghe không lầm lâm thần còn sống nhưng kịch bản hình như có chút lệch lạc lúc này tống phong lan vừa bị thương đến cầu xin cốc chủ bách ứng cốc trị liệu nhưng thời điểm nguyên chủ gặp phải lâm thần thì tống phong lan đã từng đến bách ứng cốc cho nên lâm thần biết được biện pháp để tống phong lan dùng thân thể của nguyên chủ có lẽ chính là từ bách ứng cốc mà ra. Sơ tranh không hoài nghi chút nào việc cốc chủ bách ứng cốc sẽ nói cho lâm thần biết chuyện này. Vị cốc chủ này nhìn cũng không giống như người chính nghĩa lẫm liệt, không phải người tộc ta không cứu. Ôi, tiểu trúc chạy nhanh, đụng vào người sơ tranh. Sơ tranh dùng tay đỡ vai hắn, tiểu trúc chắp tay xoay người, cô nương tốt. Người xuất cốc, cốc chủ bảo ta đi mời người bên ngoài cốc vào, tiểu trúc nói. Hắn muốn cứu người, ta không biết. Tiểu Trúc khó xử, hắn chỉ nghe Cốc chủ phân phó, Cốc chủ nghĩ như thế nào, bọn họ không có cách nào phỏng đoán được. Có lẽ một giây trước còn muốn cứu ngươi, một giây sau liền không muốn cứu nữa. Ngươi chờ chút đi, ta đi gặp Cốc chủ. A, à, Sơ Tranh nghiêm túc vỗ vỗ bả vai hắn, đợi ở chỗ này. Tiểu Trúc sững sờ nhìn Sơ Tranh, quỷ thần xui khiến gật đầu. Edit bài Hạ Lan tâm nhiên nửa canh giờ sau, một tiểu đồng chạy tới gọi Tiểu Trúc về, không cần phải ra ngoài cốc nữa. Vì sao? Tiểu đồng lắc đầu, ta cũng không biết, sau khi vị cô nương kia đến gặp cốc chủ thì cốc chủ liền bảo ta đến gọi ngươi trở về. Tiểu Trúc và tiểu đồng trở lại viện của cốc chủ, thấy cốc chủ mặt ù mày ê ngồi cạnh một đống linh thạch, lập tức hiểu rõ mọi chuyện. "Cốc chủ, cốc chủ phất phất tay." Ta không muốn nhìn thấy những người bên ngoài cốc nữa, đuổi bọn họ đi đi." "Dạ." Tiểu Trúc muốn lui ra, cốc chủ đột nhiên gọi hắn lại. "Đuổi cả hai người kia ra luôn đi." Trong mắt cốc chủ tràn đầy phẫn nộ, nhớ kỹ, nhất định phải làm cho bọn họ chạm mặt nhau. Nếu có thể để người bên ngoài biết, là nàng ta không cho ta cứu người thì càng tốt, khóe miệng tiểu Trúc co giật một cái, vừa rồi vị cô nương kia nói cái gì, mà đắc tội với cốc chủ thế này rồi tiểu trúc hơi sợ sơ tranh cô nương này trên người luôn lạnh như băng dường như không có chút nhân khí nào về phần người còn lại dáng vẻ hắn luôn âm u thâm trầm tiểu trúc còn chưa nói chuyện với hắn được mấy câu tiểu trúc chuyển lời của cốc chủ tới nhưng nói uyển chuyển hơn một chút rằng trong cốc không lưu giữ người đã chữa khỏi bệnh bọn họ có thể rời đi được rồi sơ tranh rất không muốn phải rời đi vì rời đi đồng nghĩa với việc lại phải bắt đầu phá sản trong sợ hãi nhưng mà đang ở địa bàn của người ta hơn nữa chủ nhà mở miệng sơ tranh cũng không thể làm ra loại chuyện ăn vạ đáng xấu hổ kia được nguyên nhân chủ yếu nữa là vì sau hai lần phá sản trước linh thạch tiêu hao cũng đã gần hết rồi bây giờ cô hơi nghèo thế nhưng cô nghèo cũng rất vui vẻ mà để cho cô luôn luôn vui vẻ không phải tốt sao tại sao cuộc sống này lại không buông tha cho một tiểu khả ái như cô chứ công tử xin dừng bước cốc chủ còn có lời muốn nói với ngài. Một tiểu đồng khác vội vàng chạy tới, gọi ly đường lại. Ly đường hơi nghi hoặc, vị cốc chủ tính tình cổ quái kia, cùng hắn giao lưu chỉ giới hạn ở lần trước nói sơ tranh muốn đào hố chôn hắn. Cốc chủ ở phía sau dược điền chờ hắn. Ly đường theo bờ ruộng đi qua, cốc chủ, ngài có việc muốn nói với ta, cốc chủ xem xét thảo dược trong tay, hỏi hắn, người tên gì? Lý Đường không hiểu tại sao cốc chủ đột nhiên lại hỏi cái này. Trần chờ một chút mới trả lời. Lý Đường, ai đặt cho mẫu thân của ta? Ngươi muốn biết phụ thân ngươi ở đâu không? Cốc chủ rút thảo dược ra để qua một bên. cả người Lý Đường đều cứng đờ, trong đầu đều là những lời mẫu thân từng nói với hắn trước khi qua đời. Phụ thân con rất yêu con, đừng trách phụ thân con, hắn cũng chỉ vì con nửa ngày sau ly đường mới tìm lại được giọng nói của mình. Ngài biết phụ thân ta, cốc chủ vỗ vỗ tay đứng lên, phụ thân ngươi ở tử vân tông. Cốc chủ nhìn ly đường mất hồn mất vía rời đi, có chút thở dài. Ma tộc, cuối cùng cũng có một ngày, nhất định sẽ xuất hiện. Hừ, loạn lên mới vui. Bên ngoài bách ứng cốc. Sư huynh, phong lan sư tỷ thế nào rồi? Lâm thần ôm một nữ tử, sắc mặt nữ tử trắng bạch, hơi thở mong manh sư huynh chúng ta trở về đi có lẽ sư phụ sẽ có biện pháp đúng vậy sư huynh lần trước chúng ta có thể xông vào là bởi vì bách ứng cốc không mở kết giới bây giờ chắc chắn chúng ta không thể xông vào được không bằng quay về tông môn trước tông môn nhất định sẽ có biện pháp sư muội lâm thần khẩn trương nhìn người trong ngực muội đừng lo lắng ta nhất định sẽ cứu muội có người ra kìa tiểu trúc đưa sơ tranh và ly đường đến lối ra khỏi cốc chắp tay xoay người hai vị đi thong thả lâm thần theo mọi người nhìn qua vừa liếc mắt liền thấy nữ tử đi phía trước một bộ váy áo màu lam nhạt hoa y cẩm phục làm nữ tử phá lệ xinh đẹp nhưng quanh thân nữ tử lại lộ ra hơi thở lạnh lẽo làm cho người ta chỉ dám nhìn từ xa không thể khinh nhờn người kia lâm thần nhíu mày dù chênh lệch với trước kia rất nhiều nhưng gương mặt kia lâm thần cảm thấy y sẽ không nhận sai chính là tiểu cô nương y gặp phải ở dưới ma thành lúc ấy rõ ràng là cô cứu y nhưng mà đợi y tỉnh lại thì đã bị một ma tộc trói vào trên cái cột ma tộc kia nói là cô tự đưa y cho hắn ngươi để chúng ta vào đi tại sao bọn họ có thể vào được không phải ngươi nói số lượng đã đầy rồi sao sao bọn họ có thể vào ngươi nhanh cho chúng ta gặp cốc chủ đi lúc lâm thần ngây người thì đã có người đi lên ngăn tiểu trúc lại tiểu trúc ghi nhớ lời cốc chủ phân phó cốc chủ không phải không muốn gặp các ngươi là sơ tranh đi phía trước ly đường cúi đầu theo sau đứng lại đằng sau vang lên một tiếng quát lớn sau đó là một đạo công kích sắc bén ập tới ly đường đang thất thần thân thể lại vừa hồi phục căn bản không tránh được thân thể ly đường đột nhiên nghiêng về phía trước đụng vào ngực sơ tranh hắn hơi lấy lại tinh thần. Đạo công kích kia đụng vào thân cây đằng sau, làm lá cây vù vù rơi xuống mặt đất. Hai chiếc lá trao đảo rơi xuống trước mặt ly đường, sơ tranh kéo hắn ra phía sau, có việc gì, người công kích kia tức giận nói, tại sao các ngươi lại khiến cho cốc chủ không cứu sư tỷ của ta, các ngươi và sư tỷ có thù oán gì, sơ tranh nhìn về phía sơn cốc bên kia một chút, tiểu trúc vội vàng xua tay, hắn chỉ dựa theo phân phó của cốc chủ mà làm việc chuyện này không liên quan tới hắn. Sơ, tranh mặt không thay đổi phủ nhận, ta không có. Ngươi còn không thừa nhận, sao ngươi lại ác độc như vậy, nếu sư tỷ của ta có chuyện gì bất chắc, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Sơ tranh lạnh mặt, quy củ của bách ứng cốc mọi người đều biết, ta có bản lĩnh gì mà có thể khiến cho cốc chủ thay đổi chủ ý, các ngươi xem trọng ta như vậy, ta còn phải cảm ơn các ngươi cho các ngươi đi vào để nghĩ biện pháp lấy thân thể ta kéo dài tính mạng cho Tống Phong Lan. Ta đâu có ngốc, đương nhiên sẽ không cho các ngươi vào. Cứ không cho các ngươi vào đấy, người kia hơi sừng sốt, dường như cảm thấy sơ tranh nói rất có đạo lý. Bỗng nhiên cảm thấy có chỗ không đúng, hắn chỉ về phía tiểu trúc bên kia, hắn nói, chính miệng hắn, người đâu? Sao lại không thấy nữa? Cửa vào sơn cốc làm gì còn thân ảnh của tiểu trúc? bị người lừa gạt tự trách mình ngu, sơ tranh giơ tay tiếp được một chiếc lá từ không trung rơi xuống, thuận tay ném ra ngoài, lá cây đột nhiên kéo căng, lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía người kia. Người kia phát giác được nguy hiểm, theo bản năng phòng thủ. Nhưng phiến lá như mang theo sức lực ngàn quân, phá vỡ phòng thủ của hắn, một trái một phải găm vào bả vai hắn, máu tươi thấm ra. A, à, người kia hậu chi hậu giác hét thảm một tiếng. Sư huynh, sư huynh, huynh không sao chứ? Đám người cùng nhau tiến lên. Có người hướng về phía sơ tranh gầm thét, người lại dám ra tay đả thương người khác. Ánh mắt sơ tranh bình tĩnh trình bày lý do đả thương người, có qua có lại. Vừa rồi nếu không phải cô nhanh tay kéo kịp, thì hiện tại người bị thương chính là tên yếu gà này. Ly đường đứng sau lưng sơ tranh, biểu cảm trên mặt không âm trầm như lúc trước, mà lộ ra mấy phần mở mịt giống như không biết mình đang ở chỗ nào. Vừa rồi chúng ta không đánh chúng các ngươi. Ngươi dựa vào cái gì mà động thủ đả thương người, sơ tranh, không đánh chúng là có thể coi như không công kích. Người khác né tránh không bị thương, thì người công kích liền không sai. Ta cũng không đánh chúng ngươi, ngươi trách ta làm gì, đây là thứ ngu ngốc nào dậy ra. Lợi hại, lợi hại, không làm rơi thật sự rất đáng tiếc. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên ngươi tuyệt đối không nên học theo bọn chúng sơ tranh đột nhiên quay đầu nói với ly đường ly đường học cái gì ngươi dựa vào cái gì mà nói là ta ra tay sơ tranh quay đầu lộ ra một vẻ mặt nghiêm túc ngươi có chứng cứ không người bên kia có lẽ không ngờ tới sơ tranh sẽ nói ra một câu như vậy lập tức tức giận đến không thở được tất cả mọi người chúng ta đều nhìn thấy việc này còn cần chứng cứ sao sơ tranh nói có lẽ là các ngươi xuất hiện ảo giác tập thể, lá cây này không phải ngươi ném tới à, sơ tranh lẽ thẳng khí hùng, không phải. Lá cây ở đầy khắp núi đồi, dựa vào cái gì mà nói nó là của ta? Trên lá viết tên ta hay là có thể xác nhận ta? Nếu không có thì các ngươi đừng nói bừa, đám người. Bọn họ chưa từng thấy ai mặt dày vô sỉ như thế này. Đã tận mắt nhìn thấy cô ra tay, mà cô còn có thể phủ nhận đến lẽ thẳng khí hùng như thế người bị sơ tranh kích thích còn muốn nói gì đó nhưng bị lâm thần quát lớn ngăn lại y thần sắc không rõ nhìn chằm chằm vào sơ tranh ẩn ẩn lộ ra cảnh giác ly đường cũng kéo sơ tranh một cái bọn họ có nhiều người sơ tranh nhiều người thì phải sợ à ly đường kéo cô đi đi thôi lâm thần hiển nhiên cũng có ý ngưng chiến để mặc cho sơ tranh và ly đường rời đi sư huynh, cứu sư muội trước, lâm thần thấp giọng nói một tiếng, không cần gây chuyện. Nhưng huynh cũng nghe thấy mà, là nàng cố ý làm cho chúng ta không vào được bách ứng cốc. Sư đệ nào đó không phục, thế nào lại biến thành bọn họ đang gây chuyện rồi, quy củ của bách ứng cốc không phải nàng muốn phá là có thể phá, lâm thần nói, dùng đầu óc đi. Sư đệ, chuyện đó là do chính miệng tiểu đồng trong bách ứng cốc nói, có thể là giả được sao? nhưng lâm thần đã nói như vậy sư đệ cũng không dám mạnh miệng vậy phải làm sao bây giờ sư tỷ sẽ không sao chứ lâm thần nhìn về hướng bách ứng cốc chờ thêm một lúc nữa nếu thực sự không được thì mang sư muội về tông môn rời khỏi phạm vi bách ứng cốc ly đường liền buông cô ra cúi đầu trầm mặc đi phía trước ly đường người phía trước không trả lời sơ tranh bước nhanh mấy bước vượt qua hắn ly đường vẫn không có phản ứng sơ tranh cua cua tay trước mặt hắn ly đường hoàn hồn nhíu mày nhìn cô từ lúc ngươi ở trong cốc ra liền không ổn lắm đã xảy ra chuyện gì thất thần chẳng lẽ là luyến tiếc tiểu mỹ nhân nào đó trong cốc không đúng trong cốc không có tiểu mỹ nhân vậy không phải là mấy tên hùng hải tử sao kia chứ sao hùng hải tử tương tự như trẻ trâu a à, thẻ người tốt này hình như có sở thích hơi đặc biệt ánh mắt ly đường lướt qua sơ tranh dừng lại trên bụi hoa dại ven đường không sao sơ tranh thu tay lại khoanh ở trước ngực bước đi với tư thế hiên ngang không sao thì nhìn đường cho cẩn thận lỡ rơi vào hố thì ta còn phải đi cứu đúng là không bớt lo được chút nào mà sơ tranh vượt qua hắn đi lên phía trước ly đường nhìn chầm chằm vào bóng lưng cô thật lâu sau mới lên tiếng người muốn đi đâu tiêu tiền vừa ra khỏi cốc là vương giả lại không yên phận đã biết là không nên ra rồi mà tuyệt đối không nên ra ly đường ly đường nhìn sơ tranh giống như không có ý muốn để ý tới hắn lúc này trời đất bao la dường như hắn muốn đi chỗ nào cũng được nhưng cô thật sự sẽ để hắn rời đi sao ly đường dừng lại nhìn sơ tranh đi càng lúc càng xa mãi đến khi biến mất khỏi tầm mắt của hắn gió phất qua bãi cỏ tràn ra như gợn sóng trên mặt nước ly đường đứng trong gió cảm nhận gió lướt qua thân thể. Hắn nhớ tới cái địa lao âm u kia, nghĩ đến bản thân mình được cô mang ra khỏi lồng giam đó, rồi lại nhớ đến từng ly từng tí trong khoảng thời gian này. Hắn cho rằng mình sẽ không để ý, nhưng không nghĩ tới mình vẫn nhớ rõ như vậy, mỗi một hình ảnh đều cực kỳ rõ ràng. Đến ngay cả nhịp tim dường như cũng không bình thường nữa. Ly đường thở dài, bước nhanh đuổi theo cô, sơ tranh đi rất nhanh, hắn chạy theo một đoạn dài mới đuổi kịp cô. Không chạy, thanh âm của nữ tử theo gió rơi vào tay hắn, thanh đạm xa cách, không chứa bất cứ tình cảm nào. Đấy lòng ly đường không khỏi run lên, có một loại bối rối khi bị vạch trần, lại trộn lẫn cả một cảm xúc rung động khác. Hắn liếc mắt nhìn qua, ta chưa từng nói là muốn chạy. Sơ tranh lãnh đạm đáp một tiếng, ồ, sơ tranh đi đến một thành trấn gần nhất, thành trấn này phồn hoa đông đúc, nhìn qua, rất thích hợp để tiêu tiền sau đó ly đường liền nhìn thấy cô bắt đầu mua 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 rốt cuộc ở đâu ra mà cô có nhiều linh thạch như vậy hơn nữa cô không phải ma tộc sao sao lại có nhiều linh thạch như vậy được chúc mừng tiểu tỷ tỷ đã hoàn thành nhiệm vụ mười ngàn linh thạch ban thưởng đã đưa đến sơ tranh đem khế đất kín đáo đưa cho ly đường làm gì tặng ngươi ly đường cầm khế đất ngơ ngác hỏi tại sao lại tặng ta phiền phức phiền phức thì sao còn đưa cho hắn ly đường tạm thời không thể lý giải nổi tư duy của sơ tranh trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên chút ngu ngơ ta không cần vứt đi thổ hào sơ tranh tức giận phất tay tiền chỉ là vật ngoài thân nhất định phải tiêu xài thì mới an toàn nhiều linh thạch đến điên rồi sao sơ tranh nhất quyết không thu hồi khế đất ly đường nhìn cái cửa hàng to như vậy đành cất kỹ khế đất người muốn mở tiệm ở chỗ này à mở tiệm Sơ tranh vẻ mặt lạnh lùng, cô chỉ vào mình, ta rảnh lắm mà, Ly. Đường, không mở tiệm ngươi mua cửa hàng làm gì, sơ tranh bảo người trong cửa hàng bảo trì nguyên dạng, trước kia làm gì thì hiện tại làm cái đó. Lúc chạm vạn tối Ly đường đến tìm cô, ta muốn đi tử vân tông. Ồ, đi đi, nói với ta làm gì, ta cũng không đưa ngươi đi đâu. Ly đường nuốt những lời muốn nói lúc đầu trở về, ta chỉ đến để nói cho ngươi biết một tiếng nếu như ngươi cứu ta vì muốn ta làm gì, thì hiện tại có thể nói. Sơ tranh ghé vào trên lan can, nghiêm túc hỏi, ngươi có cảm thấy ta là một người tốt không? Ly đường không chút do dự trả lời, không cảm thấy, không còn gì để nói, hẹn gặp lại, chờ chút. Hắn không suy tính trả lời lại một chút được sao? Ta cứu hắn không công à? Bạch nhãn lang. Tiểu tỷ tỷ, lâm thần ở tử vân tông A, cô nhất thiết phải đi đến tử vân tông. Sơ tranh, thế là ngày thứ hai khi ly đường rời đi, hắn phát hiện sơ tranh đi theo mình. Người đi theo ta làm gì? Sơ tranh cực kỳ chấn định, tiện đường, còn lâu mới nói cho người biết vương bát đản lại hố ta. Tiện đường cái gì? Những nhân loại có thiên phú, nhất định phải lựa chọn một tông môn, hoặc là ở đại gia tộc tiến hành học tập. Tử Vân Tông là một tông môn như thế, ở tu chân giới, Tử Vân Tông là một trong ba tông môn lớn, ba năm chiêu tân một lần năm nay vừa đúng thời điểm chiêu tân của tử vân tông sơ tranh và ly đường đến tử vân tông bậc thang bằng bạch ngọc như thấu tận trời cao không nhìn điểm cuối lúc này có không ít người tụ tập dưới chân núi tử vân tông những người này đều tự mình đến tông môn cũng sẽ phái đệ tử ra ngoài đến các đại thành trấn tuyển nhận những đệ tử có thiên phú người có biện pháp đi vào sao ly đường hỏi sơ tranh cái gì lý đường hít sâu một hơi nói ngươi là ma tộc muốn đi vào nhất định phải thu liễm ma khí nếu không sẽ bị người ta phát hiện bọn họ không phát hiện được sơ tranh rất tự tin vì sao sơ tranh suy nghĩ một chút yếu hơn ta lý đường có lẽ hắn không nên lo lắng cho cô hắn là nửa người nửa ma hơn nữa còn chưa bắt đầu tu luyện nên sẽ không có người phát giác ra thân phận của hắn được điều duy nhất làm hắn lo lắng chính là thời điểm khảo thí thiên phú, nếu như khảo thí không ra thiên phú, thì hắn sẽ không vào được tử vân tông. Mặc kệ cốc chủ bách ứng cốc nói thật hay giả, hắn cũng muốn đến xem một chút, nam nhân khiến cho mẫu thân hắn đến chết cũng muốn bảo vệ, rốt cuộc là dạng gì. Edit bài hạ lan tâm nhiên, mau nhìn đi, mau nhìn đi, nhìn cái gì? Đừng đẩy ta, ngươi nhìn lên trời kìa, đó là linh thú, phía trên có người đó, đám người đột nhiên trở nên huyên náo tất cả dồn dập nhìn về phía không trung chỉ thấy trên bầu trời đại bàng lướt gió mà qua cuối cùng biến mất giữa tầng mây nơi núi non xa xa bên kia có người ngự kiếm phi hành kia đó là gì linh khí phi hành sao trên không trung thỉnh thoảng có người ngự kiếm lướt qua trên đó đều mang theo người đây đều là những người trong các tông môn đến đại thành trấn chiêu mộ đệ tử trở về ba ngày sau là khảo hạch thống nhất nhưng người đã được lựa chọn qua một lần, thì không cần tham gia sơ khảo nữa. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tiểu tỷ tỷ trong vòng 5 ngày, gia nhập tử vân tông. Xử lý tông chủ sao, vương giả suýt chút nữa không thở được mong tiểu tỷ tỷ nhớ kỹ. Chúng ta là một hệ thống phá sản, không phải dùng bạo lực phá bỏ và di rời. Thục nữ yêu nhã một chút có được không? Có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm, tiểu tỷ tỷ cần gì phải làm ô uế tay mình hơn nữa đánh nhau nhiều không mệt hả? Sơ tranh sờ cánh tay một chút, đi về hướng ngược với sơn môn. Này, ly đường gọi cô một tiếng, người đi đâu vậy? Sơ tranh không để ý tới hắn, ly đường nhìn xung quanh một chút, sợ chọc phải phiền toái gì, nên chỉ có thể theo cô rời đi, ba ngày sau. Sơ khảo bắt đầu. Các đệ tử dưới chân núi cần phải leo lên hết các bậc thang không thấy điểm rừng kia, thì mới có thể tham gia trận khảo thí tiếp theo không có gì mới lạ nhàm chán vô cùng đây là đánh giá của sơ tranh đối với lần khảo thí này hai vị chỉ còn lại các ngươi thôi đệ tử sơn môn ở trước mặt nhắc nhở sơ tranh và ly đường phía sau đã không còn người nào nữa trên cầu thang từng người từng người một đang cố gắng bước về phía trước nhưng bọn họ leo lên với tốc độ rất chậm giống như đang phải vác trên lưng tảng đá nặng ngàn cân ta muốn gặp tông chủ sơ tranh không có ý định leo lên vừa nhìn đã thấy mệt cô lại không bị điên đệ tử tông môn lộ ra vẻ khinh thường vị cô nương này tranh thủ nắm chặt thời gian đi trong tông môn có rất nhiều người còn chưa được nhìn thấy tông chủ người này vừa lên đã muốn gặp tông chủ nghĩ tông chủ là rau cải trắng chắc muốn gặp là có thể gặp à ta không phải tới để tham gia cuộc khảo thí chiêu tân của các ngươi vậy ngươi tới đây làm gì đệ tử tông môn đã có chút không kiên nhẫn Ngươi không tham gia thì đi nhanh đi. Sơ tranh đưa cho đệ tử tông môn kia mấy cái linh thạch, mời quản sự của các ngươi xuống đây, ta có việc. Đệ tử kia vừa nhìn thấy linh thạch, đôi mắt lập tức sáng lên. Linh, thạch có thể phụ trợ cho việc tu luyện, bình thường bọn họ một tháng mới được phân chia một viên linh thạch tầm thường. Nhưng viên linh thạch lúc này sơ tranh cho hắn lại là linh thạch thượng thừa, thứ này chỉ những đệ tử thân truyền mới có thể nhận được đệ tử tông môn nút một mụn nước bọt ngươi có chuyện gì ngươi có thể làm chủ đệ tử tông môn hắn gãi gãi đầu cất linh thạch đi thái độ tốt hơn lúc trước rất nhiều vậy ngươi chờ một chút đệ tử tông môn truyền âm cho người ở phía trên cũng không biết hắn nói thế nào rất nhanh đã thấy một nam nhân trung niên đi xuống ly đường mặt mũi tràn đầy ngơ ngác nhìn sơ tranh và nam nhân trung niên dùng răm ba câu bàn bạc xong cùng kính mời cô và hắn lên trên Tận đến khi Ly Đường tiến vào Bắc Linh Phong, hắn mới xác định được, hắn cứ như vậy tiến vào Tử Vân Tông rồi. Hơn nữa còn lấy đãi ngộ của khách quý tông môn, độc chiếm một ngọn núi. Chờ đám đệ tử tông môn dọn dẹp xong xuôi rời đi, Ly Đường mới vội vàng nói, "Ngươi và hắn giao dịch cái gì thế? Ta tài trợ linh thạch cho bọn họ." Ly Đường cảm thấy không đáng tin cậy, Tử Vân Tông là tông môn lớn như vậy, còn thiếu linh thạch à? Thiếu sơ tranh nói như chém đinh chặt sắt những năm này tử vân tông càng ngày càng tệ đến đời mới nhất đệ tử tông môn ngoại trừ lâm thần và tống phong lan ra cơ hồ không còn mấy người có năng lực nhưng mỗi năm còn phải tuyển nhận tân nhân để rót máu mới vào cho tông môn hơn nữa bọn họ còn phải giữ thể diện không thể để cho các tông môn khác xem nhẹ vượt qua địa vị của bọn họ nên phải tiêu hao một lượng linh thạch rất lớn nếu như không phải tử vân tông có nội tình nhiều năm chống đỡ thì có lẽ đã sớm sụp đổ bọn họ đâu chỉ thiếu linh thạch mà là cực kỳ thiếu sơ tranh lấy điều kiện ở lại tử vân tông cung cấp linh thạch cho bọn họ cho dù tông chủ hoài nghi cô có mưu đồ khác nhưng nhìn vào linh thạch thì vẫn đáp ứng yêu cầu của cô bắc linh phong cũng không gần mấy tòa chủ phong khác mà là nơi giao nhau giữa ngoại môn và nội môn đây là ngọn núi dành cho khách quý của tử vân tông ở an bài cô ở đây là rất hợp lý ly đường đứng trên ngọn núi có thể nhìn thấy ngoại môn cách đó không xa lúc này ở bên kia đang tiến hành khảo thí diệt ma đinh trong thân thể hắn đã được lấy ra hiện tại hắn có thể tu luyện hắn không có cách nào tu luyện linh khí chỉ có thể tu ma thế nhưng hắn cũng không biết nên tu luyện thế nào hắn nhất định phải mạnh lên không thể tiếp tục mặc người thao túng mà không có chút lực phản kháng nào được ly đường tìm được sơ tranh đang nằm trên ghế ngươi có thể dạy ta tu luyện không ngươi muốn bái ta làm sư làm sư phụ của hắn có phải sẽ lấy được thẻ người tốt nhanh hơn không không phải có câu nói một ngày làm thầy cả đời làm cha sao có thể có thể bái cô làm sư phụ đáy lòng ly đường không khỏi mâu thuẫn hắn không muốn bái cô làm sư phụ trừ điều kiện này ngươi không muốn bái ta làm sư ừ Ta không muốn. Hắn không muốn. Một chút cũng không muốn. Mặc dù hắn không biết vì sao, nhưng nếu trong lòng hắn đã không muốn, vậy thì hắn sẽ không làm trái suy nghĩ của mình. Sơ tranh phất tay, không có ý định để ý tới hắn, đến sư phụ cũng không bái, dạy ngươi làm gì. Ly đường không chịu rời đi, trịnh trọng mở miệng, trừ điều kiện này ra, các điều kiện còn lại ngươi cứ nói. Sơ tranh xoay người, nghiêm túc nói, ngươi nói, ta là một người tốt ly đường có chút không hiểu thậm chí còn cảm thấy cô có bệnh nhưng ngoài miệng vẫn lặp lại một lần ngươi là một người tốt vương giả không phản ứng chút nào cái tên yếu gà này quả nhiên đang mắng cô trong lòng chân tình giữa ma với ma đâu lừa đảo sơ tranh tức giận xoay người tự ôm nhóc đáng thương là mình một cái cô cũng quá thảm rồi ly đường cho nên đây là ý gì ngươi đồng ý Người thật ồn ào. Người sẽ dạy ta sao? Câm miệng. Ly đường khẽ động cánh môi, cuối cùng không phát ra âm thanh, đứng yên ở bên cạnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ly đường cẩn thận nhìn sơ tranh một chút. Nữ tử nằm nghiêng nhắm nghiền hai mắt, trên khuôn mặt trắng như men sứ, mơ hồ có thể nhìn thấy sự lạnh nhạt xa cách, như cất dấu bí ẩn làm cho người ta không thể nhìn thấu. Người này đột nhiên xuất hiện trong thế giới của hắn, chẳng biết từ khi nào lại có thể hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ly đường thở dài, đi vào phòng tìm một cái chăn mỏng, gión rén đắp lên người sơ tranh. Hắn thuận thế ngồi xuống, nhìn chăm chú người trước mặt, ngũ quan cô tinh xảo, khi tổ hợp lại với nhau, lại phá lệ xinh đẹp. Nhưng gương mặt này luôn luôn lạnh như băng, phảng phất như tuyết liên nở rộ trên băng tuyết. Tôn quý thanh nhã, gần ngay trước mắt, nhưng không cách nào chạm đến được ngón tay ly đường dừng lại ngay tại chóp mũi cô chỉ một chút nữa là có thể đụng vào cô đầu ngón tay chậm chạp cuộn tròn lại chậm rãi mở ra trong đáy mắt u ám thâm thúy lộ ra mấy phần mờ mịt hắn đang suy nghĩ cái gì vậy ly đường không rõ ràng lắm chỉ cảm thấy trong đầu rối bời hắn bỗng nhiên thu tay lại kéo lại chiếc chăn sau đó đứng lên lui sang một bên rồi bỗng nhiên sửng sốt hắn mờ mịt nghĩ lần thứ hai vì sao hắn lại lo lắng xem cô có lạnh hay không